Ok là à, cái này dễ thương cái này. Em sẽ đổi vô ngay mình luôn. Đấu tự chiến trước nha anh. Team có tự chiến, let's go. Đầu tiên sẽ cho anh Tú coi cái này nha. Ồ dễ thương không? Ngay cả anh đi chứ. Hình như là phải còn lấy được cái ba lô có hình đầu cái này ấy thôi. Dễ thương quá à. Mà anh Tố, anh Tố, anh Tố trong nhà có người kìa. Thầy không hết được bao nhiêu con đâu. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao mà chuyện này như thế này á? Trời ơi, đồ khốn, tại sao vừa mới nhảy ra một cái trúng đầu vậy trời ơi. Trời ơi, Tố xài cái súng cua thôi. Khẩu mà 421 luôn. Tôi đeo. Oh my god. Ba thằng bắn. Thằng đi. Đấy. À. Không được. Thôi chấp. Chưa mua số không để dành tiền. Để khẩu súng mới coi sao nè. Như gì thấy ngoại hình là thấy ưng rồi đó, ngoại hình là đẹp rồi đó. Sắc. Sắc. Cố lên hai bạn ơi. Đi giúp rồi bạn ơi, tôi không biết nói. Kia. Cố lên hai bạn ơi, hay quá. Hôm kia hóa ra là hôm kia là hãy dùng em làm mồi nhử là để sử dụng cái chiến thuật này. Thằng yếu lắm rồi. Đại ca nhanh lên. Ôi, các bạn thấy tiêu. Rồi, đất ơi, tao đã dí sẵn cái súng, hai súng vô cái đầu nó, dí sẵn cái súng e vô mà hả, cái đạn nó bay tròn vậy này, cái đạn bay tròn. Vô lý dễ sợ luôn á. Nó sau lưng anh kìa. Gần đây. Anh đang bị máu. Em đang bị máu. She took me to the sky. Em kinh công tên ơi. Tự nhiên hai bạn kia thể hiện sức mạnh tuyệt đỉnh của mình vậy ta. Nãy giờ mình không có làm gì luôn á. Nãy giờ là mình chỉ có ngồi dụ khỉ nó thôi đó. Chạy ra ngoài bao kìa, no! You stay there!
tiền đấy. Wow, trời ơi, nó bắn xuyên cái thùng luôn không? Không thích cả A Lan. Bốt máu. Ô, cái mạng đấy phải là của mình. Ôi trời ơi, trời. Mày đi đâu đây? Được.